Vậy đó, em có sữa không? Cho gấu sinh miễn rồi, đói bụng quá hả? Dạ không, em cũng đang năn nỉ người cá Tiun nè. Rồi, người cá Tiun cũng hết sữa rồi mấy con ơi. Đợi khách hàng alo thiết kế web rồi người cá mua sữa cho tụi con uống nha. Ở tụi nó, gấu không có sữa đâu nha. Người cá Tiun có nhiều sữa lắm mà, sao kỹ vậy? Vậy mấy con phải hỏi anh hai rái cá Titi của tụi con ấy. Tao hỏi anh hai chỉ vậy người cá Tiun. Tối nó không chịu ngủ, vô kho lấy hết sữa uống rồi. Không chịu đâu, tụi con muốn uống sữa.